Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình BKN Văn hóa. Quý vị thân mến, Đức Khổng Tử từng nói: tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích, bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. Phong thủy cũng như là nhân quả vậy, là người không thiện thì khi quý vị ở nơi địa thế tốt đẹp cũng sẽ dần biến thành không tốt. Ngược lại là người lương thiện, cho dù quý vị ở nơi địa thế không tốt, nơi đó cũng sẽ dần trở thành tốt hơn. Vậy làm sao để dưỡng phong thủy? Dường như đây vẫn còn là những bí mật mà ngay đến cả những thầy tướng số cũng không tiết lộ cho bạn. Hãy cùng lắng đọng đêm về tìm hiểu những bí mật đó là gì trong chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất, không sát sinh. Khi thực hiện những hành động sát sinh lặp đi lặp lại hàng ngày, bạn có thể huân tập và trở thành những hạt giống xấu ác, hung dữ trong tàng thức. Những hạt giống này sẽ phát triển không chỉ trong đời này mà còn cả nhiều đời về sau. Tục ngữ có câu: ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Chúng ta làm gì lâu ngày cũng sẽ thành quen, và khi đã thành thói quen rồi thì rất khó sửa đổi. Cũng chính những thói quen này là nguyên nhân khiến người ta trở nên hung ác, bạo lực rồi giết người không ghê tay. Trong xã hội ngày nay, tình trạng nạo phá thai của các cô gái trẻ ngày càng phổ biến. Nạo phá thai tương đương tội sát nhân và sẽ phải gánh nghiệp báo nặng nề. Ngoài ra, nó còn gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người phụ nữ. Sinh linh bị giết ấy sẽ vất vưởng trong đói khát, lạnh lẽo và cực kỳ thương tâm ở một không gian khác, vì phải chờ rất lâu mới được luân hồi. Theo đó, tội nghiệp sẽ theo người chủ tâm nạo phá mà báo ứng. Thứ hai, không nói xấu người khác. Lời nói có mang theo năng lượng. Bạn nói lời xấu, năng lượng xấu sẽ ở bên quanh bạn. Một khi trường năng lượng xấu này càng nhiều lên, chúng sẽ ảnh hưởng xấu tới bạn và làm bạn khó chịu về tâm tính, về sức khỏe, về trí lực. Đúng với câu nói rằng vạn vật đều mang hình tượng của người chủ. Cho nên, một số thầy tướng số chỉ cần nhìn qua những đồ vật mà một người từng dùng là có thể đoán biết được họ là người thế nào. Thứ ba, hiếu thuận cha mẹ. Kính già yêu trẻ, hiếu thuận với cha mẹ đó là truyền thống tốt đẹp của con người. Không những vậy, hiếu kính cha mẹ cũng là phương thuốc có thể cải biến vận mệnh của đời người. Có câu nói, trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu. Chữ hiếu là gốc của thiện lành, làm tốt được chữ hiếu, mọi điều khác cũng sẽ dần mà biến chuyển trở nên thiện lành, tốt đẹp theo. Thứ tư, đặt mình ở nơi thấp nhất. Biển cả vì ở nơi thấp nhất mà trở thành vua của trăm sông. Chúng ta nếu để bản thân mình ở vị trí thấp nhất thì trí tuệ, phúc đức của vạn vật cũng đều hội tụ. Chúng ta nói đức dày để nâng đỡ vạn vật, mà muốn nâng đỡ được vạn vật, ta phải đặt bản thân mình ở dưới vạn vật, đặt mình ở vị trí thấp nhất. Thông qua cách nói chuyện và làm việc của một người đều có thể thấy được phúc phận của người đó. Nói chuyện nhỏ nhã, làm việc thường giúp đỡ người khác, suy nghĩ cho người khác, vận khí bản thân cũng tự nhiên được hành thông. Thứ năm, đức hạnh không đủ, tất có tai ương. Để tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện thế này. Có một thầy phong thủy đi qua một chặng đường rất dài, vô cùng khát nước. Cuối cùng trông thấy một trang viên, ông vội vàng đi tới xin chén nước. Một người hầu từ trong đi ra nói với ông hãy đợi ở ngoài cửa. Thầy phong thủy đợi thật lâu, trong lòng không khỏi phàn nàn. Cuối cùng nước được đưa tới và đựng trong một chiếc bát. Ông định uống một miếng nước thật lớn, không ngờ trên mặt nước lại có cám và còn rất nóng. Thầy phong thủy tức giận, nghĩ rằng gia chủ này muốn hành hạ ông, tâm địa thật độc ác. Nhưng bởi vì quá khát, ông chỉ có thể nén tức giận, thổi cám gạo trôi đi, vừa làm cho nước nguội dần rồi uống từng chút một. Sau khi uống xong, thầy phong thủy liền làm phép, biến phong thủy của gia đình độc ác này giống như một nghĩa trang, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được nữa. Một vài năm sau, thầy phong thủy lại đi qua trang viên này. Điều ông không ngờ chính là ở đây, phong cảnh tươi đẹp, càng thêm thịnh vượng, một mảnh đất cát tường.
thầy phong thủy cảm thấy bối rối, yêu cầu được gặp chủ nhân để cho biết chuyện bát nước kia và tìm hiểu về phong thủy ở đây. Chủ nhân là một bà lão, sau khi lắng nghe, bà mỉm cười và nói, trong phạm vi mấy dặm đường ở vùng này không có người. Người đi đến đây nhất định phải đi rất xa, lập tức uống nước có thể hại đối với cơ thể. Cho anh chờ một lúc là vì để hơi thở của anh ổn định lại, tu sửa sơ bộ. Nước lạnh càng làm thương thân, do đó thay bằng nước sôi. Cho thêm cám là hy vọng anh uống chậm rãi, uống một miếng nước lớn sẽ có hại đối với cơ thể. Thầy phong thủy nghe xong hết sức xấu hổ. Từ đó về sau, ông đã từ bỏ các loại phong thủy, chuyên chú tu hành bản thân. Bởi vì cuối cùng ông đã hiểu rằng tốt hơn phong thủy rất nhiều chính là thiện tâm, cao hơn phép thuật chính là nhân quả. Cái gốc của con người là chân thành, là thiện niệm, là nhẫn nhường. Nói chuyện với một người chân thành ta thường cảm thấy dễ chịu, mát mẻ. Năng lượng của chân thành, thiện niệm rất mạnh mẽ. Nó có thể tiêu trừ đi những năng lượng xấu. Một người luôn chú trọng bồi dưỡng phẩm chất và đạo đức cho chính mình là một loại phong thủy tốt nhất có thể mang theo bên mình, bảo vệ bản thân, cải thiện hoàn cảnh xung quanh. Đây chính là những điều không thầy phong thủy nào có thể cho bạn biết. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm và lắng nghe chương trình. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để sớm nhận được những video từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.